Xin chào tất cả mọi người, quay trở lại kênh Kỷ Niệm Vô Giá. Chúc ngày mới thật nhiều sức khỏe và thành công nha. Hôm nay mình review chanh dây sấy dẻo nha. Đó, đây quả chanh dây hay gọi móc mát nha. Đó. Có là chanh dây 92% này, đường là 7,9 này, chất chống oxy hóa, đó, đơn giản vậy thôi. Mở ra là dùng ngay nha. Đây là ngày sản xuất, hạn sử dụng là 1 năm này. Khối lượng 100g. Giá của nó là 26.000 nha. Đây, bóc ra nha. Xài túi zip. Bóc nhanh nên nó hơi méo nha. Mọi người bóc từ từ nó sẽ thẳng thôi. Bởi vì bóc không có sợ hư, bởi vì trong đây là túi zip này. Mình sẽ đổ ra. Rồi. Được bằng này. Đó, được độ đây. Đấy. Vừa có hột luôn này. Có quả thì màu tím này. Đây hột này. Sấy cả hột luôn nha. Là từng miếng hình vuông cắt ra thành hình vuông hết rồi. Ơ hình tam giác nha. Nhầm. Đó. Độc quyền của mỗi cái này là màu hơi đổi màu thôi này. Cái này là vỏ này, cũng là ruột nè, mọi người ăn thử. Nó dẻo, thơm, bùi. Cái hột ăn vô sực đấy. Ngon nha, không có chua, nó hoặc là vừa phải. Là nó vừa độ, vẫn còn giữ được độ thơm nè. Độ ngon, độ sực của cái hột này. Đây, ăn một đống hột này. Đã, đây, hột này. Người theo sực hột ăn rất là ngon nha. Ai mà không biết ăn hột là coi như là bỏ mất đi một phần rồi. Cái hột rất là ngon, họ làm sấy vừa tới, cái hột vẫn giữ độ ăn sực. Còn cái vỏ ngoài thì dẻo, thơm, không có chua nha. Hay gọi là móc mát, cũng gọi là ngọt nữa nha. Đấy, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Với 2 cũng là 16 nha. 16 miếng mà 26 ngàn. Gần 2.000 miếng ạ. Mọi người mua dùng thử ăn rất là ngon nha. Lạ miệng mà ngon nữa. Cái vỏ ngoài thì dẻo, cái hột trong sực. Rồi cái độ thẩm ướp vừa phải, ăn rất là ok nha. Rất là ngon, mọi người mua dùng thử nha. Cảm ơn mọi người yêu quý xe của mình nha. Mọi người nhớ like đăng ký hộ mình. Xin chào mọi người trong video tiếp theo nha.